Bây giờ em ơi. Dạ. Bây giờ nhá, anh cũng chạy rất là nhiều đời Z1000 rồi. Dạ. Nhưng mà lần nào vào đây cũng thấy cái xe này nằm ở đây. Vâng. Thì cái xe này nó là của em hay là của ai, hay là nó có cái kỷ niệm gì mà lúc nào thấy để đây? Xe này kỷ niệm lúc mà em mua, trước khi em mua là em hỏi anh Chiến. Anh Chiến có lúc trước có một chiếc. Một con này. Đấy, xong em hỏi anh Chiến là cái chiếc này mua ok không? Đấy. Nó kỷ niệm như nào? À, lúc mà em chưa có tiền ấy, lúc mà em chạy con xe quay 2 triệu năm. Đấy, xong rồi lại đi. Nhưng mà em lớn như này thì ngồi cái xe này nó có hợp không? Chống chân kiểu gì? Gấu lắm chứ. Lúc đầu mua là ai cũng cản hết á, nhưng mà sau này đi được không? Đi được nên sợ đổ đè đấy, không dậy được à? Không, em hạ gầm xuống thấp nhất có thể là anh đi được mà. À. Vâng. Đua còn được, đi là chuyện bình thường. Thế tối này cất đi hay ngồi để ngoài đấy? Tối cất đi anh ạ. Này là ước mơ của em lúc chưa có tiền đấy. Ai ước mơ cái đời này, nói chung là những người mà từ khó đi lên thì ai ước mơ là cái xe Z1000 này. Lúc mà em có tiền phát là em mua luôn. Mua luôn. Có tiền phát là mua luôn. Thế là nó là kỷ niệm luôn à? Thế là giữ lại làm kỷ niệm à? Dạ em giữ lại làm kỷ niệm. Đấy, đây là con xe này, ngày xưa có đi giao kim cương bằng con này không? Có, em giao kim cương bằng con này 3 năm. Giao kim cương bằng con này 3 năm á? Đúng rồi, 3 năm giao kim cương bằng xe này. Đấy. Đó là chiếc xe kỷ niệm của em Tâm. Chắc chắn là xe đó là đồ kỷ niệm này là không bao giờ bán rồi. Bởi vì cái xe này bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Vâng ạ. Đây cậu ngồi lại một phát nào. Không, cái này đang trên trống thì nó cao thì phải hạ xuống mới ngồi bây được. Bây giờ em hạ đúng đây nào. Đâu bây giờ đây. Hạ xuống nha anh ạ. Hạ xuống nha cậu Tâm. Cái của anh Chiến 5 phút nữa xong anh làm mới luôn anh ạ. Quay ra ngoài đi. Không đi. Anh chống chân thôi. Chống chân em ngồi. Chống chân thử coi chống được hay không. Rồi ok. Rồi. Nó bỏ cái bẫy ra mấy đấy chưa? Bỏ cái này ra em. Hất lên nè. Đấy, cho cháu. Đâu, cậu thử ngồi nào. Đấy, 3 năm rồi không chạy. Đấy. Đấy. Vẫn chống được à? Vẫn chống được anh. Đấy. Ủa, cái này trông cứng rồi ta. Đấy, đây rồi. Đùn lắm. 3 năm rồi không chạy rồi. Gạt trống được luôn chứ không phải là có người dừng lại. Thế bây giờ mọi người cứ thắc mắc là tại sao là em Tâm lại có cái xe cứ để đây. Đấy, hôm nay là mới biết cái lý do là đó là đồ kỷ niệm. Ngày xưa 3 năm là đi giao kim cương cái xe này. Dạ. Đấy. Mà ngày xưa là kể cả anh mua mấy đời Z1000 này mà. Vâng. Đam mê đầu tiên phải Z1000 mà. Cứ mua xe phân khối lớn là... Mọi người đừng có hỏi nữa, tại sao lại cứ để cái xe ở đây suốt nhé. Đó là đồ kỷ niệm, nó là phong thủy. Okay. Cho anh video thôi, cho anh video ấy.